Dạ, con xin phép hỏi câu số 4 mà. Dạ thưa bác, tu là phải ngồi thiền, cớ sao Lục Tổ Huệ Năng không cho ngồi thiền ạ? Con biết ở trái đất này là ngũ thú tập cư. Trái đất này hiển linh là ai? Là Thánh. Con vừa ngồi thiền, con ngồi thiền mơ mộng thành Phật cái gì? Ổng hiện Phật nhào vô, rồi ta là Phật gì đó nói chuyện ra. Vì thế mà ông Lục Tổ Huệ Năng, ông cấm không cho ngồi thiền. Ông ngồi thiền là ông thành Thánh chứ không phải là thành Phật. Nên nhớ là ngồi thiền thành Thánh, không thành Phật. Không thành Thánh thì thành thần, chứ không có thành Phật được. Trái đất này không ngồi thiền không thành Phật được. Vì thế mà Lục Tổ Huệ Năng cấm không cho. Mày hỏi vậy chứ bây giờ ông đã có Phật tánh rồi mà không chịu khai thác ra, mà sống với Phật tánh, tạo công đức về mà ngồi thiền ngồi chi? Ngồi thiền thành Thánh. Vì thế mà nên nhớ nè, tất cả những nơi mà hiển linh là do ngồi thiền thành Thánh. Rồi họ xưng gì kiểu của người ta. Cái đó còn tất cả người đến cái hiển linh thì con sẽ để ý nè. Ồ bây giờ tại sao ông đó mà ông tu cũng được thành này thành kia? Thì đúng rồi, thành Thánh. Mà bây giờ cái thành Thánh ở đây không có giải thích rõ. Nhưng mà khi mà học Thiền Tông thì hiểu thành Thánh là hoàn toàn không giải thoát được. Vì thế mà nó muốn thành Phật thì học công thức về, muốn thành Thánh ngồi thiền thành Thánh. Nó vì thế mà Lục Tổ Huệ Năng không cho ngồi thiền là vậy. Giờ câu hỏi tiếp đi. Dạ.